Và sau đây Thiên Hà xin gửi đến quý khán thính giả bài bình luận có tựa đề Hậu quả của việc bám đít tàu của tác giả Lê Tiến đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 23 tháng 12, 2021. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Hậu quả của việc bám đít tàu. Còn nhớ gần Tết Nguyên Đán vào khoảng tháng 2, 2020, có trên 500 container chở hàng hoa quả như thanh long, dưa hấu đã mắc kẹt ở các cửa khẩu phía Bắc mà không thể qua được Trung Quốc. Sau đó, một lượng hàng không nhỏ đã bị hư hỏng phải vứt đi, thiệt hại rất lớn cho người nông dân. Đến nay, điệp khúc ấy lại vang lên với một trường độ cao hơn 10 lần, đó chính là hơn 6.000 container chở hoa quả bị ùn ứ tại Lạng Sơn. Hơn 2 tuần nay, một số đã bị hư hỏng nặng đã được vứt bỏ, số sắp hư đã được bán rẻ cho nhân dân ở đây dùng. Nguyên nhân của việc ùn ứ này đều được phía Trung Cộng cho rằng do phòng chống dịch nên đã đóng các cửa khẩu không cho dân Việt chuyển hàng qua, mặc dù chỉ qua khỏi biên giới một vài km. Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 nước trên thế giới, gia nhập ký kết hợp tác với 63 tổ chức quốc tế và đặc biệt là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Hiệp định Thương mại Tự do Liên hiệp Châu Âu Việt Nam EVFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Thứ nữa, Việt Nam thành lập rất nhiều bộ ngành nhất so với các nước trên thế giới, trong đó có rất nhiều bộ có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến quản lý kinh tế như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rồi đến các cục như Cục Quản lý Thị trường, Cục Thuế, các cơ quan xuất khẩu, nhập khẩu, đặc biệt cái Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan của chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn. Thế nhưng, xem ra nó cũng chỉ là cái bộ ăn hại, đái khai. Vì sao? Bởi trách nhiệm của bộ này là phải tìm đâu cho tất cả các mặt hàng thuộc lĩnh vực mình quản lý, chứ không phải là để cho các doanh nghiệp tự mày mò đi tìm đối tác. Mà đối tác ở đây chỉ là anh bạn láng giềng lưu manh, vui thì cho mày nhập, buồn thì ngâm cho mày thối rồi vứt bỏ đi. Còn nữa, hàng nông sản, hoa củ quả Việt Nam thì không xuất được, nhưng ngược lại hoa củ quả của Tàu Cộng thì tràn ngập thị trường trong nước. Lý do vì sao vậy? Chẳng lẽ đây là hàng lậu? Thế thì các cơ quan canh giữ biên giới như bộ đội biên phòng ở đâu? Rồi cái cục quản lý thị trường ở đâu mà để hàng Trung Cộng chiếm lĩnh thị trường như thế? Các cục xuất nhập cảnh ở đâu mà để dân buôn lậu vào ra như đi chợ vậy? Hãy thống kê số cán bộ của các bộ ngành đi, có đến hàng trăm lãnh đạo cấp bộ, cục, sở, phòng và hàng nghìn nhân viên thuộc cấp. Vậy thì họ đã giúp được gì cho nông dân khi để hàng nghìn container nằm chờ mòn mỏi ở các cửa khẩu? Thiệt hại nặng nề này ai gánh và có thằng cán bộ nào chịu trách nhiệm trước quốc dân hay không? Không phải là bù nhìn, ăn bám nhân dân thì là gì? Hãy nhìn nước Nhật để thấy được trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ quan chức, cán bộ của họ. Một quốc gia đông dân hơn Việt Nam, diện tích cũng lớn hơn Việt Nam nhưng số lượng quan chức lãnh đạo của chính phủ chỉ bằng 1 phần 3 số quan chức lãnh đạo ở Việt Nam. Nhưng hiệu quả ra sao thì chỉ cần nhìn vào nền kinh tế đứng thứ ba thế giới chúng ta đã rõ. Làm gì có chuyện lãnh đạo nước Nhật để cho công dân của họ vật vã, quằn quại trên đống nông sản của mình làm ra. Làm gì có chuyện hàng xuất khẩu bị ùn ứ hoặc trả ngược trở lại vì kém chất lượng. Làm gì có chuyện xuất khẩu hàng hóa mà như đi xin phải van xin quỵ lụy chúng để chúng cho thông quan như thế. Các nước trên thế giới còn phải tranh thủ ký hợp đồng sớm với các mặt hàng của Nhật nữa kia mới may ra nhận được hàng, nếu không thì sẽ hụt nguồn cung. Vậy đó, nhưng lãnh đạo xứ Đông Lào lúc nào cũng muốn hóa rồng châu Á, hộ Đông Nam Á rồi là đầu tàu của ASEAN, đứng trước hội nghị thì khua môi múa mép rằng đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia có nền kinh tế lọt top 10-20 thế giới và người dân có thu nhập cao. Rồi có kẻ lại nằm mơ Sài Gòn giống như New York, Đà Nẵng giống như Singapore, Hà Nội thì trở thành Paris, vân vân và vân vân. Các vị lãnh đạo Việt Nam không thấy hổ thẹn và nhục nhã khi hàng hóa của nông dân mình chất thành núi thối rữa ra như thế sao? Phải chăng cái cơ chế quản lý nhà nước này cũng đã thối rữa như những đống hoa cũ kia mất rồi? Hoang tưởng, hoang đường, ảo tưởng, đó là những từ ngữ hợp nhất để gắn lên trán quan chức xứ Đông Lào. Cứ nằm mơ về một thiên đường xã hội chủ nghĩa đi,
cứ sống hoang tưởng như thế cho đến khi tất cả đều bị biến chứng tâm thần phân liệt rồi lùa vào trại một lúc cho tiện thể. Vậy đi. Đấy, nhà đòn chí mạng đấy. Nhà bây giờ. Ui giời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Một cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, thế thôi. Rào củ thế. Đập vào cung họng. Đấy, được rồi. Rò vào, đứng vào. Rào củ thì sao? Nhưng, ra. Bắt đầu chặt đi, chặt đi, xong nó lấy, chảy ra. Đấy, này, cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái cành rồi. Hứng nữa vào, hứng mấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa là ra đấy. Chốc cái ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở mà.